Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay em gặp lại tất cả các bác trong một clip mà so sánh chất âm của hai dòng súp mà bên em đang phân phối. Như các bác cũng đã biết thì VinRL7 là một trong những đơn vị rất ít tại Việt Nam phân phối những dòng sản phẩm cao cấp về âm thanh, ví dụ như Nexo, Amas for Acoustic, DK và rất nhiều thương hiệu khác nữa. Và thời gian tới nữa thì VinRL7 sẽ chào đón một thành viên mới nữa trong gia đình VinRL7, đó là một trong những sản phẩm số 1 thế giới, âm thanh số 1 thế giới. Và đố các bác biết đó là thương hiệu gì? Nếu như các bác biết thương hiệu gì hãy comment ngay đó là thương hiệu gì nhé. VinRL7 chuẩn bị đưa thêm một thương hiệu nữa nằm trong top 5 những thương hiệu âm thanh hay nhất thế giới về thị trường Việt Nam. Và nằm trong top 5 như vậy nhưng nó lại là thằng số 1. Thì đố các bác biết đó là thương hiệu gì? Ok, một thời gian tới nữa thôi thì các bác sẽ biết được thương hiệu đó là thương hiệu gì nhé. Chúng ta hãy thử comment xem có đúng thương hiệu đó không nhé. Ok, quay lại chủ đề ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay bên em đang muốn review đến tất cả các bác hai thương hiệu mà luôn hot trong thời gian vừa qua. Đó là hai thương hiệu nhập khẩu châu Âu, một thằng đến từ Tây Ban Nha và một thằng đến từ Đức. Đây là hai thương hiệu châu Âu mà quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế. Và chúng ta cùng nhau khám phá hai thương hiệu đó là hai thương hiệu nào nhé. Trước mặt các bác đây, đó chính là hai thương hiệu đến từ For Acoustic đến từ Đức và MS đến từ Tây Ban Nha. Đây là hai dòng sản phẩm mà được nhập khẩu chính ngạch các bác nhé. Bên cạnh đây, đó, thì với hai dòng sản phẩm này là hai dòng sản phẩm 15 inch, tức là tóm lại là nó gọi là súp 40, đúng không? Đây là tóm lại là thằng này thằng 40 của Amas Tây Ban Nha và thằng này là thằng 40 của Đức. Bây giờ xem ông Đức và ông Tây Ban Nha nó khác ở nhau. Và đây là hai dòng súp đơn 40 mà VinRL7 đang cung cấp đến cho tất cả các bác. Cũng là hai dòng súp 40 nhưng mà hai dòng này có gì khác nhau và hai dòng này có cái gì nó khác biệt hay là nó có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và trải nghiệm chất âm của hai dòng này để các bác có sự lựa chọn phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái tính cách của mình. Nó giống như là khi mà trên sân khấu vậy, có hai MC đúng không? Một MC A, một MC B, đúng không ạ? Thì hai người đó có hai phong cách khác nhau. Ví dụ như là bà Cao Kỳ Duyên và ông Ngạn chẳng hạn, đúng không? Cũng là hai người cùng như vậy. Nhưng mà có những người thì thích ông Ngạn, nhưng có những người thì thích Cao Kỳ Duyên, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta ngày hôm nay em làm clip phân tích này để cho các bác có thể biết được rằng với cá tính này của mình hay với sở thích này của mình thì mình sẽ chọn thằng này hay là thằng này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích đầu tiên vào thằng For Acoustic. Đây chính là dòng súp bass 40 của For Acoustic đến từ Germany. Đó. Với vẻ ngoài các bác có thể xem, đầu tiên chúng ta so sánh vẻ ngoài. Với vẻ ngoài của thằng For thì các bác có thể nhìn sao ạ? Nó rất là gấu, nó rất là góc cạnh, đúng không ạ? Và nó có gì đấy, nó rất là gọi là cơ bắp. Và em đã từng so sánh với các bác, tức là nó thiên về một cái gì đó, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là manly, đúng không ạ? Nó rất là cơ bắp. Từ những đường nét, từ những cái tay sách đó, và từ những cái này nó cũng thể hiện ra một cái gì đó nó rất là cá tính. Đó, đây là vẻ ngoài của con For Acoustic. Và với chất âm của For Acoustic thì bên em đánh giá rằng đây là một thằng gọi là uy lực, bạo lực. Và nó có một cái giải súp rất là mạnh, rất là sâu, rất là mạnh, rất là sâu. Đó, rất là mạnh và rất là sâu. Và những sản phẩm này nó rất phù hợp cho những bác thích những bản EDM, những bản Deep House hay là những cái bản nhạc sôi động, rộn ràng và cần cái tiếng gọi là bass uy lực. Đó. Và đương nhiên thì nó thể hiện những cái bản Bolero cũng khá là tuyệt vời. Khá là tuyệt vời. Và cái công suất của nó cũng cần cũng khá lớn. Đó, xin mời. Các bác có thể nhìn đây, 800, 1600 và 2000 ở 8 ohm. Ở đây có ba thông số em muốn giải thích cho các bác như sau. 800W tức là công suất khởi chạy để con súp này có thể hoạt động được là cần 800W. Nhưng cái công suất program ấy, chúng ta quan tâm đến công suất program. Program tức là công suất mà khi mà nó đạt được công suất đó thì nó mới ra được chất. Các bác hình dung ạ. Các bác hình dung cái công suất program này giống như là một chiếc siêu xe đấy. Nếu như các bác chạy ở trong đường làng ấy thì đó chính là công suất 800W này. Chạy trong đường làng lúc nào cũng gừ, đúng không ạ? Nhưng cái công suất mà ra cái đường cao tốc ấy thì đó chính là công suất 1600. Đó, thì một chiếc siêu xe mà nó ra được đường cao tốc ấy thì lúc đó nó mới thoát được xe. Đó, thì cái công suất program này 1600 này cũng giống như vậy. Tức là khi con súp này nó phải đạt được 1600W thì lúc đó
cái con súp nó mới ra được cái chất của con súp này, và lúc đó tiếng nó mới đủ phê. Nó giống như là cái siêu xe ấy, ra được cao tốc rồi thì lúc đó nó chạy nó mới phê, đúng không ạ? Và cái công suất 2000W này chính là công suất peak. Công suất peak thì nói đơn giản giống là một công suất mà khiến con loa này cháy. Đó, công suất này khiến con loa này cháy. Thì cái công suất peak này là 2000W thì các bác có thể thấy là từ 1600 đến 2000. Đến 2000 đúng không ạ? Thì khi mà công suất nó dâng lên 2000W vào con súp này thì con súp này sẽ cháy. Và chúng ta dựa vào công suất peak này chúng ta cũng có thể hình dung được rằng cái con này nó bền bỉ cỡ nào, đúng không ạ? Một con súp 40 thôi nhưng mà công suất peak của nó tận 2000W thì cho thấy một điều rằng nó rất là bền bỉ. Em đã vừa giới thiệu qua đến các bác về tính năng và công suất của con Ford, và em sẽ mang con này lên đánh thử các bác cùng xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến một sản phẩm tiếp theo, đó là súp 515 Amaz. Đó chính là súp 40 Amaz. Và thương hiệu Amaz này thì nhập khẩu từ Tây Ban Nha, made in Spain. Đó, về vẻ ngoài thì các bác có thể xem thì nó rất là đơn giản, nó rất là basic đúng không ạ? Các bác hình dung giống như kiểu như là xe Vespa ấy. Xe Vespa nó là của Ý. Những người Ý hay Tây Ban Nha nó kỳ gì đó rất có cái gì đó nó rất là lãng mạn đúng không ạ? Thì cái dòng Vespa nó thiết kế nó hết sức là đơn giản, nó không hề có góc cạnh nhưng mà nó tạo ra một cái độ gọi là quyến rũ nhất định đúng không ạ? Và cái thằng Amaz này cũng vậy. Thằng Amaz này thì các bác có thể xem thì nó rất hết sức là basic, vuông vắn nhưng mà nó tạo lên một cái gì đó nó khá là quyến rũ, thướt tha đúng không ạ? Một cái gì đó quyến rũ và thướt tha. Đấy. Ok. Amaz Audio. Nhìn cái logo này thôi đã biết là hàng hiệu rồi. Đó, nhìn cái logo này thôi đã biết là hàng hiệu rồi. Rồi, bên cạnh đây là phần tay sách của súp Amaz này. Đó, tay sách cũng là một cách nó hết sức là đơn giản nhưng mà nó cũng toát lên một cái gì đó nó hết sức là quyến rũ. Đó, cái điểm đằng sau là điểm nhấn của con súp này đây. Chúng ta cùng nhau vào xem thông số nào. Amaz key 15 key. Và ở đây chúng ta chỉ có một công suất đây, các bác phải xem này, công suất program. Công suất program. Bất cứ một dòng sản phẩm nào thì đều có thông số gọi là thông số program, đúng không ạ? Nhưng với dòng này thì nó không đề là công suất khởi chạy và công suất peak. Nhưng mà dựa theo công suất này thì chúng ta cũng có thể biết được là công suất peak là bao nhiêu. Thường công suất peak thì nó sẽ gấp đôi. Thì vậy thì nhìn theo cái thông số này thì các bác có thể hiểu một điều rằng ở súp Amaz này công suất sẽ nhỏ hơn là súp Ford. Nhưng nó có một cái điểm cộng ở trong cái này, đó chính là chính vì công suất program nó nhỏ nên nó không cần đạt được cái công suất quá lớn để nó ra được chất. Thì với con này chỉ cần 600W là nó ra được chất rồi, đúng không ạ? Thì ví dụ như là trong chúng ta chơi trong gia đình chẳng hạn thì chúng ta cũng không cần phải đánh đến tức mức cái công suất nó quá lớn, nó gây ra cái độ ồn, đúng không ạ? Nhưng mà đây chúng ta cần 600W thôi là nó đã ra được chất rồi. Đó, và đây các bác phải xem thông số. Đây chúng ta có spec công này, cái jack new trick này, sạch sạch ở hai cái trên này đúng không ạ? Hai cái trên này. Và chúng ta đây có Amaz Made in Spain. Và toàn bộ sản phẩm này cũng được nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Đó. Rồi. Chúng ta cùng nhau xem lại một vòng để các bác cùng xem. Cùng nhau xem hai sản phẩm của chúng ta. Về so sánh với bên em sẽ cùng trải nghiệm thì với cá nhân em đánh giá với súp Amaz thì đánh sẽ mềm, sẽ sâu và công suất không cần quá lớn. Tức là không cần, cái công suất đưa vào con súp này là không cần quá lớn nhưng nó ra được chất. Nhưng súp Ford thì uy lực, nhưng đương nhiên uy lực thì công suất nó sẽ lớn rồi, đúng không ạ? Và cái công suất program dành cho nó cũng cần một công suất là đủ lớn thì nó mới ra được cái chất. Đó, các bạn hiểu không ạ? Ví dụ như thằng này thì nó phải chạy một cái đường khoảng là 120 km/h thì nó mới ra được chất. Nhưng với thằng Amaz này thì nó có thể chạy trên đường làng liên thôn, đúng không ạ? Khoảng 80 km/h là nó đã ra được chất rồi. Đó, thì các bác em phân tích qua như vậy để các bác có thể dễ hình dung. Ok, bây giờ thì em sẽ cho hai dòng sản phẩm này lên để các bác cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm của hai thằng này các bác nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau lên trải nghiệm. Ok, bây giờ bên em sẽ cho hai sản phẩm này ra. Em cho sát hai con vào nhau. Không, phải cho vào giữa thì lúc đó chúng ta sẽ nghe được chất âm ok hơn. Vậy là sẽ cho hệ thống âm ly ra bên cạnh. Ok, hiện tại bên em đã setup xong và toàn bộ hệ thống vang số thì bên em để phẳng hết. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ thử với con súp Ford. Ok, em ra rút con súp này ra đi. Ok. Ok, rút ra nào. Rút ra nào. Ok, em rút ra trước đây cho mọi người xem. Ok, rút ra.
Ok, có lẽ qua những cái thử hôm bây giờ em đang thử với một bản Vinahouse thì nếu như các bác đeo tai nghe để thử chất âm của hai cái này, có lẽ các bác cũng đã có những sự lựa chọn. Đầu tiên với Sub 4 đúng không, thì các bác có thể thấy rằng là cái tiếng sub nó gọi là nó uy lực, nó rắn, nó uy lực, nó rắn. Sub Amas thì nó vẫn là uy lực nhưng mà nó uy lực mềm đó, uy lực mềm và uy lực rắn. Thì các bác hình dung một thằng thì là cơ bắp gọi là uy lực rất là mạnh đấy. Còn đương nhiên là đây chúng ta đang thử là thử chất âm của châu Âu các bác nhé. Còn nếu như mà chúng ta mang những dòng sub, ví dụ như là những sub 40 ở ngoài thị trường ấy, mà về so với hai con này thì thôi, các bác không, nếu như em mở những cái đấy thì các bác chắc là các bác không nghe nổi đâu. Thì đây chúng ta đang thử hai thằng châu Âu với nhau, đúng không ạ? Thì thằng này rất là rắn, rất là mạnh. Còn thằng này thì cũng rất là rắn, nhưng mà nó rắn theo kiểu rắn mềm. Một thằng rắn mềm, một thằng rắn cứng, đó. Nhưng mà hai thằng này thì đều có một đặc điểm rằng là tiếng sub nó rất là gọn, rất là uy lực, đó. Thì nghe cái bản này thì nó sẽ thể hiện nó rõ, phô rõ hơn. Bây giờ em sẽ thử một bản bản nhạc vàng đi, hay là một bản nhạc nhẹ hơn như này. Ok, tiện thể đây đã hay thử nốt. Đó, các bác thấy không ạ? Các bác thấy con súp mà này đánh thuê đang ở Amat đúng không ạ? Ok, em chuyển sang phone nào. Các bác nghe thấy những dòng loa châu Âu, những dòng súp châu Âu đánh sướng không ạ? Đánh tiếng nó phê, nó mềm. Đó, đây là dòng pho này. So sánh cái bản này thì phải công nhận rằng nghe con nào cũng phê. Pho thì nó rắn hơn và nó thiên về gọi là nhạc mạnh, đúng không ạ? Thằng kia thì nó mềm hơn. Tức là ok, có lẽ là qua trải nghiệm như này thì mỗi bác sẽ có một cái cảm nhận. Thì nếu như các bác có cảm nhận như thế nào về hai con súp này hãy cho em comment nhé. Ok, bây giờ em sẽ tìm một bản nhạc nhẹ nhàng hơn để em test thử. Ok, em sẽ thử một bản nhạc mà nghe khá là quen. Những cái bản nhạc này thì nó khá là quen thuộc rồi, nhưng mà mình sẽ thử cái đoạn nhạc trống dạo đầu để các bác có thể nghe. Đầu tiên chính là Sub Amas. Rồi chúng ta sẽ nghe bài Không Giờ Rồi. Vừa đấy là Sub Amas, các bác có thể đeo tai nghe và cảm nhận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang loa Sub 4. Rồi. Vẫn là volume như vậy. Không giờ rồi. Có lẽ qua hai phần vừa rồi các bác có thể cảm nhận thấy có lẽ rằng là hai dòng này thì nó, nếu như các bác không nghe tinh ra thì nghe nó sẽ xem nhau, nghe nó sẽ xem nhau. Chúng ta sẽ thử một bản nữa để chúng ta so sánh nữa để chúng ta cùng nhau xem nhé. Ok, tiếp tục là một bản nhạc bình thường, kiểu như là rumba, bolero, để các bác có thể nghe rõ được hơn. Đây chính là Sub 4. Chỉ là cõi tạm trần gian, dù
Ok, vừa qua thì em đã thử cho các bác thử đó là sub 4. Ok, bây giờ chúng ta sang sub MS nè. Và chúng ta cũng tua lại từ đầu. Ok. Ok, thời gian vừa qua thì bên em đã vừa có test và so sánh chất âm của hai thằng, một thằng đến từ Đức và một thằng đến từ Tây Ban Nha. Đây là hai thương hiệu mà khá là nổi tiếng cũng như là chất lượng rất là châu Âu. Có lẽ là qua cái clip vừa qua thì bên em đã cũng có vừa so sánh, và tất cả các bác cũng đang xem clip thì các bác cũng có thể là có những cái sự đánh giá về hai con súp này, con nào hay hay là con nào ưu việt, đúng không ạ? Thì nó sẽ phù hợp với mỗi cái sở thích của mỗi một bác khách hàng. Thì nếu như các bác có cái sự lựa chọn hay là sự nhận xét gì về hai sản phẩm này thì hãy comment để lại ý kiến của mình ở trên bài viết này nhé. Và như với đánh giá của bên em thì sub 4 thì công suất nó sẽ lớn hơn sub Amas. Đương nhiên thì với những khả năng vượt ngưỡng thì thằng 4 này nó sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà những cái vượt ngưỡng đó chỉ dành cho ví dụ như là chơi DJ hay là chơi những cái áp lực lớn thì 4 sẽ thể hiện tốt hơn. Nhưng mà cái nhu cầu giải trí cấp độ mạnh như vậy thì chắc là không phải ai cũng có nhu cầu. Nhưng mà tổng kết lại thì hai sản phẩm này là hai sản phẩm đến từ châu Âu rất là cao cấp. Ok, nếu như các bác có ý kiến gì thì hãy chia sẻ với em ở bằng việc để lại comment các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo.